chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mục sở thị Simit Torin 3/10 Adventure 2020 ra mắt. Dông bão ập tới với cái chiếc Honda CB 500X 2020. Với một loạt những trang bị ấn tượng, trong khi mức giá lại rất hứa hẹn, sẽ giúp cho cái chiếc Torin 3/10 Adventure 2020 gây nhiều áp lực cho các đối thủ khác. Simit Motorcycle là một cái tên rất nổi tiếng tại thị châu Âu. Đây là một thương hiệu đến từ Trung Quốc chuyên sản xuất các dòng mô tô cực lớn với mức giá cực rẻ. Mới đây hãng xe này đã tung ra một cái chiếc siêu phẩm trong một khúc xe Adventure của hãng. Cái chiếc Simit Torin 3/10 Adventure 2020 là một sản phẩm được Simit Motorcycle tung ra thị trường ở châu Âu. Xe được trang bị cho mình cái có động cơ SOC 378cc làm mát bằng nước, được cấp nhiên liệu bởi hệ thống tập phun xăng EFI, được điều khiển bởi EQ. Cái khối động cơ này sẽ cung cấp một cái công suất đa 37 mã lực, ở ngưỡng ô tô là 9.000 vòng trên phút. Trên mặt thiết kế, Simit Torin 3/10 Adventure 2020 được trang bị một cái bộ khung lý thép, hệ thống chèo trước và cái ống phục ống lầm, trong khi phía sau là một cái monoshock. Ở dùm cho mình bánh trước 19 inch, trong khi bánh sau 7 inch. Cả hai được trang bị cái vành nan hoa bằng hợp kim. Điều này phù hợp hơn mục đích sử dụng của xe. Simit Torin 3/10 Adventure 2020 cũng được tích hợp cái bình xăng dung tích tới 18 lít, giúp cho xe có đủ cái nhiên liệu để chạy liên tiếp một quãng đường khoảng là 483 km. Ngoài ra, xe còn sống cho mình hệ thống cái đèn full LED, đi cùng đó màn hình điều khiển được số có thể được tùy chỉnh. Các yếu tố an toàn có màn đĩa đựng trước và sau, hỗ trợ hệ thống chấm quá cứng thành ABS trên đồi. Và giá bán của chiếc Simit Torin 3/10 Adventure 2020 rơi vào khoảng 132 triệu đồng, chi đổi ra tiền Việt. Đây là một cái đối thủ thách thức cực lớn với các ông lớn như Honda CB 500X 2020 hay là KTM 390. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, share, subscribe.